một cái hệ thống điện mặt trời này để cho nhà anh Xuyên có thể sử dụng quạt nè, rồi tivi nè. Đó, và một cái mình cũng nhờ bạn tư vấn thì chỉ cần một cái tấm pin này thôi thì cũng có thể sử dụng hết cho cái cả nhà của mình. Có được cái ngôi nhà gì anh có còn ước ao gì nữa không anh Xuyên? Không ước gì nữa đâu, mơ như ước gì. Hả? Chắc mơ chứ ước gì, chứ này là làm chính bao. Sao? Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À. Thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp để quay lại cái hoàn cảnh của gia đình anh Xuyên mà được tất cả mạnh thường quân cùng cùng chung tay mua cho anh một cái chiếc ghe và đóng thành một cái nhà bè như thế này. Và hôm nay thì trước mắt cô bác quý anh chị thấy nhìn một cái ngôi nhà mà ở dưới chiếc ghe rất là đẹp và khang trang cũng và rất là kiên cố luôn. Thì hôm nay thì quay trở lại thăm gia đình anh cũng như là mình thay mặt cho chú Nghị trang bị cho anh một số vật dụng ở trong nhà. Khi lên đây thì Bùi Hồ có nhờ một người bạn là làm bên hệ thống năng lượng mặt trời á, điện năng lượng mặt trời để mà lắp cho anh Xuyên về cái hệ thống điện độc lập luôn. Và ở đây thì cô bác quý anh chị có thấy rõ là nhà của anh được phần bè ở dưới đó, ghe ở dưới thì được gia cố bởi những cái thùng phi. Ở đây thì có tất cả là 1, 2, 3, mỗi bên là 6 thùng, hai bên là 12 thùng. Thùng phi này gia cố lâu chưa anh Xuyên? Thùng phi này gia cố hồi nào? Qua luôn hả chú Bảy? Đây là chú Bảy hả? Dạ, chú Bảy là làm luôn cái phần mái ở trên cho gia đình anh Xuyên. Cái này mình mang ở dưới cổng với thùng phi á. Dạ. Cái này là anh Xuyên nói là chú Bảy làm hả? Chú Bảy khác nữa. Chú Bảy đằng kia khác nữa. Bảy ở nhà đằng kia á. Còn chú ở đây là làm phụ tiếp cổng ở dưới á. À làm tiếp cái phần thùng phi này đây hả? Thùng phi với phần dưới. Cái thùng phi này là anh mua bao nhiêu tiền một cái anh Xuyên? 450 hả? Ở đây là mỗi bên mình sẽ lắp được 3 cái như thế này. 1 2 3. Ở ngoài đằng sau 3 nữa. Bên sau cái. Rồi cây này mình nẹp vô. Ồ. Làm ở dưới này cực dữ không ta? Dạ. Thật ra thì cái thùng phi này là được cho chú Nghị ở Việt Kiều Mỹ tài trợ. Đề nghị anh Xuyên là lắp mỗi bên 6 cái cho nó chắc chắn và nó có thể chịu nổi cái phần nhà bè ở trên này nó rất là nặng. Nếu như mà không có phi thì có thể là chiếc xuồng chơi. Chịu độ lắc cái nhà. Dạ, độ lắc. Và không có phi thì có thể là chiếc xuồng này sẽ chịu không nổi. Dạ, nó lắc. Cái hết chi phí mà lắp cái phần cái phi này luôn là khoảng bao nhiêu tiền anh Xuyên? Rồi mua dàn cây dưới mà. Vòng cả 10 triệu á. Chưa tính đó. Từ 10 triệu. Ồ, 10 triệu hả? Là phi là hết 4 5 triệu rồi. Ờ cây. Dạ. Cây hết 3 triệu mấy. 3 triệu mấy là tính cây cũ không tính nữa. Cây này là cây gì chú? Cây cà chắc đâu. Cà chắc hả? Ừ. Ồ cây này sử dụng ở dưới nước lâu hay sao? Nó tạm thời thôi chứ nó bằng cây cà chắc Lào đó, cà chắc Lào nó mới chịu nước. Cà chắc Indo. Chắc Indo. Ừ. Cái cây này nhìn thấy cũng lắp ở dưới đây cũng khá là đẹp nè. Và rất hay. Dạ. Phi này là loại phi dày nhựa hay sao? Phi tốt nha. Nói anh nào. Dạ. Cây này cây sau cũng như ghe cũ nó tháo ra. À rồi, kèm thêm cái sao mua dàn cây trên này cũng chứ mua đậu 4 cái cây này không là 3 triệu mấy. 8 cái. 8 cây. 8 cây xu gì là 3 triệu mấy. 8 cây là 3 triệu mấy hả? 3 triệu mấy vậy đó. 3 triệu 1 thì xe chở nó 3 triệu 2. Ừ. Đó. Còn bộ lo con tán người mua lắc rắc 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 cái chút tiền dữ lắm không mình. Nhưng mà làm gì thì nó là bắt bò ốc này vô thì nó sẽ kiên cố nè. Kiên cố thì mẹ nó phải bắt ốc gì đắp đinh nó bắt đầu nổi. Chừng vừa 1 2 năm bắt đầu sắm nó bắt đầu gãy đinh sức. Đinh này nó sẽ bị gãy. Cái gàng bộ lon không? Dạ. Cái này thì sử dụng được mười mấy 20 năm là bình thường. Dạ. Lúc trước thì Bùi Hồ lên thì anh chỉ có một cái phần ghe như thế này thôi. Và dán ở dưới này hôm nay thì thấy nhà cửa mình khang trang đẹp quá.
cái này người ta gọi là nhà bè luôn, nhà chứ bè đâu có còn là ghe nữa. Cái bè luôn rồi. Dạ. Kêu nhà bè. Bè đó mới có cọc, chứ ghe nó đâu có cọc. Dạ. Ở đây thì anh làm cái lan can nè. Anh làm cái lan can cho các bé nó có độ an toàn. Cái phần ở trên này là hết là bao nhiêu tiền hay anh Xuyên? Không, cái đó là bên của ông chú Bảy Nhàn á, ổng lo. Còn mình cứ lo được cái phần dưới đó đó. Dạ. Đóng cửa luôn. Là của anh Sơn. Ghe thì này là của anh Sơn nè. Còn cái phần nhà mái nhà ở trên là của chú Bảy. Còn cái phần bè ở dưới này, cố ở dưới này là cái phần phi ở dưới này là chú Nghị ở Việt Kiều Mỹ. Hả? Lên cây cầu thang. Dạ. Cho em vô tham quan cái nha. Rồi lát mình sẽ sắm trang thiết bị cho anh luôn. Chú Nghị có nhờ em mua trang thiết bị cho anh. Ồ, ở đây em một cái cửa sổ, hai cái cửa sổ. Ở đây một cái cửa sổ nữa. Ba cái. Chưa làm lại tại đó mà ông Hà vậy anh đâu chưa có cửa sổ này bỏ. Ở đây là cái phòng ngủ của mình. Cái phòng ngủ. Phòng ngủ này là rộng nhiêu ta? Đây hả? Chắc hai thước rưỡi. Vậy ngang 3 mét. Chiều dài 2 mét rưỡi. Ra sao? Anh Xuyên được cái nhà bè gì im quá rồi. Mừng hết anh. Mừng không anh? Rồi khi nào gia đình mình dọn vô? Đấy, làm 19. Bữa nay mấy mày mình này? Bữa nay 16. 16, 19 mình dọn vô ha. Mình lựa ngày đẹp mình dọn vô. Đây là cái không gian bếp của mình. À, không gian nhà bếp của mình. Ở này nhà phòng cầu với sàn tắm ở mày này. Ở đây là nhà vệ sinh. À, còn ở bên đây là nhà tắm, tắm rửa đồ, Ôi giờ nhìn cắt lên cao khỏi khỏi đầu luôn. Ở ngoài sau cái máy ngoài sau là nó gần cũng gần 2 mét rồi. Đằng trước thì chắc cũng khoảng 3 mét mấy. Nhìn đẹp quá luôn. Dạ. Hôm nay thì quay cái clip này cho chú Nghĩ cũng như Mạnh Thường Quân biết để cho cái anh Xuyên bây giờ cuộc sống mình có sự thay đổi khác rồi. Hổm gầy thì còn được nhiều tiền không anh? Còn này triệu mấy, đã còn được 5 triệu. Là 6 triệu mấy. Mà tiền thả em chưa có trả nữa. Đây thì mình lắp cái hệ thống điện mặt trời cho gia đình anh Xuyên. Và đây là bạn của mình. Đây là bạn học của em hồi lớp 12. Sau này đi làm hệ thống điện mặt trời. Thì cái này làm khoảng bao lâu xong Duy? Chắc cũng khoảng 2 tiếng nữa là gọi vậy đi. Đèn trong nhà nữa là gọi. Cái này là cái bình của mình đây hả? Cái bình đó. Rồi cái hệ thống pin ở trên lắp chưa? Pin thì lắp ở trên rồi, lúc nãy rồi. Lúc nãy lắp sao ta? Leo rồi sao lắp? Thả cái cầu thang qua đó, mới leo lên là giống cái dây bự nè. Bột ngang cái eo. Vậy hả? Ở đây mình đứng ở đây mình có thể quay lên được không? Bên này nè thấy đứng bên kia mới quay được. Bên này kia xuống cầu á quay lên. Xuống cầu cái chi phí mà điện mặt trời là cũng chú Nghị ủng hộ luôn. Rồi lát tí xíu nữa em sẽ mua một số đồ dùng thiết yếu cho gia đình của mình để ở đây. À đây là hệ thống đi lên em đúng không? Rồi sao em thấy được ta? Đi anh. Ở cái phi anh cặp vô nhìn kiên cố rồi. À đây là cái hệ thống pin của mình đó hả? Một tấm pin lắp ở trên đó là kiên cố rồi. Đó nhìn đẹp ghê. Cái làm một cái hệ thống điện mặt trời này để cho nhà anh Xuyên có thể sử dụng quạt nè, rồi tivi nè. Đó và một cái mình cũng nhờ bạn tư vấn thì chỉ cần một cái tấm pin này thôi thì cũng có thể sử dụng hết cho cái cả nhà của mình. Và có hệ thống đèn với lại quạt với lại tivi đó. Hôm nay nhìn nhà khang trang em mừng ghê á. Có được cái ngôi nhà gì anh có còn ước ao gì nữa không anh Xuyên? Không ước gì hết, mơ gì hả? Mơ chứ ước gì chứ, này là nằm sinh bao. Sao?
593 mới có hả? Thì thời gian sắp tới mình sẽ dự định mình làm cái gì? Mình đi làm mướn vậy chứ làm mướn ăn mấy nhỏ. Nó cái tay anh bị đứt đâu? Ờ. Nó bị đứt thiết rồi hả? Ờ. Bác sĩ có nói có sao không? Bác sĩ nó không có sao. Đến đây có dịp thì Bùi Hồ có gặp được chú Bảy, người mà Mạnh Thường Quân là hỗ trợ hết cái phần mà cái phần máy ở trên cho gia đình của anh Xuyên. Chú Bảy này là mình tự làm hết luôn hả chú Bảy? Cái này nói chung thì cũng mấy anh em cũng đóng góp lại với nhau. Dạ. Để làm để cho nó có cái nhám cho nó ở, thấy gia đình nó con cái nó thì tới 6 đứa. Thì nó ở ra chụp trình chụp sệ nặng sợ để tìm để có sự cố rồi toàn nghiệp mấy đứa con nó vợ nó cũng ngủ nữa cũng không thấy đường rồi mấy anh em cũng 3-4 người cũng xúm lại hùng hạch kia lại đó để làm cho nó có cái chỗ nó ổn định nó ở. Em thấy cái nhà bè của mình thì thiết kế nó rất là đẹp luôn, và ở trong đó thì nó không thiếu cái độ an toàn. Con thấy chú Bảy ở đây làm được những cái hàng rào bằng sắt rất là kiên cố nè. Những cái phần này là mình tự làm luôn hay là mình có mướn ai không chú Bảy? Cái này mình mướn thợ làm. Dạ. Rồi mình thiết kế ra để về để cho thợ nó làm. Dạ. Chú Bảy cho con hỏi tí xíu ha, trả lời được cái việc đó. Cái hết cái phần ở trên đó là tiền nó cao không chú Bảy? Hết cái phần ở trên này có khoảng 30 triệu. Hơn 30 triệu. Dạ, là cái này là kinh phí của chú Bảy là tự xuất ra với mấy anh em ở đây luôn. Dạ, tự anh em ở đây xuất ra. Dạ. Hôm nay thì lúc trước thì con không có gặp được chú Bảy. Chú Bảy có cái lòng tốt quá. Thì hôm trước con xuống đây cũng có khảo sát mà nghe nói chú Bảy đi đám rồi. Hôm nay thì cái thời gian chưa tới một tuần mà chú Bảy cùng với mấy anh em là làm hết xong cái phần mái nhà ở trên cho anh Xuyên. Thay mặt anh Xuyên cũng như là tất cả các Mạnh Thường Quân cảm ơn chú Bảy luôn. Và cái phần nổi ở dưới này thì mình lắp 6 phi là được ha chú Bảy ha. Mỗi bên 6 phi là ổn rồi ha. Dạ. Sau này phi nó làm thiết mà cái ghe nó hơi yếu gì nữa thì có thể sau này mình không xài phi này nữa, mình xài ống bình minh loại lớn. Ống mà mình loại lớn lắm như bằng cái phi. Ồ có luôn hả chú Bảy ha. Để cái đó làm cái này là cái dự trù này đây, phi này thì mình xài nó hư đó nữa mình xài ống bình minh. Dạ. Mình xài nó vững hơn mà nó chắc hơn nữa. Dạ. Thì chú Bảy thấy anh Xuyên cũng có là cũng dân lao động ha. Dạ. Nên thành nữ là cũng chí thú làm ăn nên với lại thương mấy đứa bé mà nó ở sợ nó rớt xuống sông. Đúng rồi. Ừ. Hôm nay thì sau khi mà hoàn thành cái ngôi nhà bàn cho anh Xuyên thì cái cảm giác của chú Bảy sao? Thì nói chung thì cảm giác theo như tôi nghĩ rằng thì tôi thấy mà tôi làm với anh em mà hùng hợp với nhau để làm được cái này thì cũng rất là mừng và cảm ơn của anh em cũng có đóng góp vô đó. Dạ. Tôi rất là vui dữ lắm. Dạ. Bây giờ để ổn định cho mấy đứa con nó đó, ở để khi mà bè bọng của nó ghe nặng nó sạch trình sạch chạy sợ cái nó có sự cố nó chìm chưa thì tội nghiệp. Cái gì là quá mừng à. Thôi một lần nữa thì con chân thành cảm ơn chú Bảy nha. Dạ. Đã cùng chung tay với Mạnh Thường Quân cũng như là tất cả trong nước và ngoài nước để mà cho anh Xuyên có một cái nhà bè ổn định như thế này. Dạ. Thôi thì tiếp theo con sẽ đi sắm đồ vật dụng cho gia đình của anh Xuyên. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Rồi bây giờ hôm nay thì đến đây ở clip này Bùi Hồ quay cho cô bác quý anh chị xem sơ qua một cái dòng của cái nhà bè của anh Xuyên. Cũng như là tiếp theo thì Bùi Hồ sẽ đi mua một số trang thiết bị đồ dùng cho gia đình của anh. Thì cô bác quý anh chị đợi xem nha. Tại vì sợ quay clip dài quá thì mọi người làm biếng xem nên sẽ chia ra làm hai phần. Dạ. Cảm ơn chú luôn nha.